Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ Audio và mình là Long. Và trong video lần này mình sẽ chia sẻ cũng như là so sánh về hai dòng Sao 3 mà trong đầu năm 2024 vừa rồi các khách hàng đã tới showroom của Thiên Vũ để trải nghiệm cũng như là sắm em nó về nhà để nghe nhạc và xem phim. Và hai dòng Sao 3 này đang có mức giá cực kỳ ưu đãi nếu như các khách hàng mua hàng tại showroom của Thiên Vũ. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, cùng bắt đầu video này thôi. Đầu tiên là về thiết kế của hai em Sao 3 này, thì mọi người cũng có thể thấy vẻ bề ngoài của em Calip Cinema 600 mang một cái hơi hướng nó cổ điển, cũng như là các đường nét trên em nó cũng khá là mềm mại. Còn về em Sao 3 1000 á, theo mình thấy thì nó mang hơi hướng hiện đại hơn một chút, cũng như là nhìn nó công nghệ hơn một tí. Và cái chất liệu của em Calip Cinema 600 này được làm bằng gỗ nha mọi người, nên là nhìn nó cũng khá là sang trọng hơn rất là nhiều. Còn em Sao 3 Zio 1000 thì được làm bằng nhựa. Cũng như là em Calip á, thì được có một tấm e-căng được làm bằng vải bọc xung quanh, bao phủ toàn bộ Sao 3 luôn. Hai con surround cũng có một cái tấm e-căng bao phủ xung quanh. Và tấm e-căng của em JBL Sao 3 1000 á, được làm bằng kim loại, nên là sẽ bảo vệ cái củ loa của mình được cứng cáp hơn, là chắc chắn hơn rất là nhiều. Và đặc trưng của những dòng loa Calip thì mọi người cũng đã biết, đó là cái củ loa họng càng. Và em Sao 3 này cũng không ngoại lệ, có hai cái củ loa họng càng đặt ở hai bên, nên là tạo một cái điểm nhấn rất là ấn tượng cho em Sao 3 này. Và phần mặt trên của hai em Sao 3 này thì cũng có những cái nút tích hợp. Với em Sao 3 Zio 1000 á thì sẽ có 3 nút, nút tăng giảm âm lượng này và một nút để chuyển nguồn. Còn riêng với em Calip Cinema 600 sẽ có 4 nút nha mọi người, một nút mở nguồn này, một nút chuyển nguồn và hai nút tăng giảm âm lượng. Và ở phía đằng sau chúng ta sẽ có các cổng kết nối. Thì với em Sao 3 Zio 1000 sẽ có đa dạng kết nối hơn. Sẽ có 3 cổng HDMI này và cũng như là một cổng HDMI ARC và một cổng optical. Còn với em Calip Cinema 600 á, thì mình sẽ ít cái kết nối hơn. Nó chỉ có một cổng HDMI cũng như là có một cổng optical. Tuy nhiên với em Calip Cinema 600 này á, thì mình có một cái cổng sub out để mọi người có thể kết nối với một em sub khác. Tại vì cái em sub của em Calip Cinema 600 này cũng khá là to đó, nên là nếu mọi người không gian nhà của mọi người nó nhỏ gọn hơn thì mọi người có thể phối ghép thêm một em sub khác nhỏ gọn hơn rất nhiều. Và đến với hai em surround của hai dòng Sao 3 này, thì với em JBL 1000 á thì hai surround sẽ nằm tích hợp luôn ở trên thanh Sao 3, nên là khi mọi người sử dụng mọi người chỉ cần giật ra và để ở phía đằng sau thôi. Còn riêng về em Calip Cinema 600 á thì mọi người phải cấp nguồn cho hai em nó, bởi vì hai em nó sẽ là hai em độc lập. Đây, phải có một cái cổng nguồn để mọi người phải cấp. Nên là về cái mặt tiện dụng á, với mình thấy em Sao 3 JBL 1000 về cái mặt thiết kế của surround thì nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái kết nối thì hai em này sẽ tương tự nhau, tức là sẽ kết nối không dây này tự bê với nhau bằng Bluetooth. Và thiết kế surround của Calip Cinema 600 á, theo mình thấy nó đẹp hơn rất là nhiều, bởi vì có một cái tấm e-căng làm bằng vải luôn nha mọi người. Nó được bọc xung quanh tạo một cái điểm nhấn rất là sang trọng khi mình đặt trong không gian nhà của mình. Còn với em Sao 3 Zio 1000 á thì thiết kế nó liền mạch với thanh Sao 3, nó cũng được làm bằng kim loại nè. Xin lỗi mọi người, cái tấm e-căng là làm bằng kim loại, còn vỏ bọc của nó cũng sẽ làm bằng nhựa. Cho nên là nhìn nó vẫn có gì đó nó hơi hiện đại, hơi công nghệ một tí. Và về thiết kế sub của em này thì theo mình thấy cái chiều cao của hai em sub cũng khá là tương đồng nhau. Tuy nhiên về bề ngang thì em sub của Calip nó sẽ hơi phình hơn, hơi to hơn khá là nhiều so với em JBL. Về trọng lượng, khi mình nhấc em sub của Calip lên á thì mình thấy khá là nhẹ hơn so với là em sub của JBL. Và một điểm nữa mình không ưng ý về thiết kế chân của hai em sub này. Cái thiết kế chân khá là mỏng nè, rất là dễ gãy. Và bởi vì Thiên Vũ cũng đã làm gãy một chân của em sub của Sao 3 Zio 1000 rồi. Riêng về em sub của JBL Cinema 600 thì mình khá là ưng ý bởi các thiết kế của em nó. Bởi vì thiết kế là bằng gỗ này, những cái đường vân gỗ trên thân của em này nhìn khá là sang trọng, khá là đẹp, sẽ phù hợp với rất nhiều không gian phòng. Còn một điểm nữa, mình có thể tận dụng em này để làm một cái kệ để mình có thể đặt những món đồ decor trang trí lên, bởi vì kích thước khá là to. Và về phần chất âm của hai em Sao 3 này thì theo mình đánh giá, em Sao 3 Zio 1000 sẽ thể hiện tốt hơn về mặt xem phim, bởi vì số kênh của em này là 7.1.4, kèm theo đó là cái công nghệ Dolby Atmos sẽ tạo ra cái hiệu ứng nó sống động hơn, nó sinh động hơn rất là nhiều. Với công suất là 880W nên là những cái phim có cảnh bắn súng này hoặc là cảnh đánh bom thì em Sao 3 Zio 1000 này sẽ thể hiện tốt hơn rất là nhiều, sinh động hơn rất là nhiều. Và khi mình nghe nhạc trên em JBL á mọi người thì mình thấy cái tiếng nó sẽ hơi bị tối ở dãy chép và dãy mid. Nhưng mà với những cái bài nhạc IDM này, nhạc đen này thì em Sao 3 Zio 1000 này sẽ thể hiện tốt hơn, bass đánh sẽ chắc hơn, khỏe hơn rất là nhiều. Còn với em Sao 3 của Calip nó sẽ là một đối lập với em Sao 3 của JBL,
bởi vì cái thiết kế của loa họng kèn cho một cái chất âm ở dãy chép rất là sáng sẽ phù hợp hơn là khi mình nghe nhạc, đặc biệt là những bài nhạc bolero. Và còn về hiệu ứng xem phim của em Clip Cinema 600 thì khi mọi người mua thêm AM Surround gắn ở hai bên sẽ ra được 5.1.4. Tuy nhiên là không có công nghệ Dolby Atmos cho nên là cái hiệu ứng xem phim có máy bay á nó sẽ thua rất là nhiều so với em JBL Sound 3. Với từng đặc điểm của hai em Sound 3 này thì mọi người rất là dễ dàng lựa chọn cái nhu cầu của mình sao cho phù hợp. Khi mà mọi người muốn xem phim thì mọi người hãy chọn JBL, còn nếu mọi người muốn nghe nhạc hay hơn thì hãy chọn Clip. Và về mặt công nghệ của hai em Sound 3 này thì em JBL sẽ vượt trội hơn rất là nhiều so với em Clip. Đầu tiên là em Sound 3 J1000 này có hỗ trợ kết nối Wi-Fi này, mọi người có thể stream nhạc trực tiếp từ điện thoại qua Wi-Fi hoặc là có một cái cổng mạng LAN để mọi người có thể cắm dây trực tiếp vào để ổn định đường truyền mạng hơn. Còn về mặt Bluetooth thì em này có một cái kết nối Bluetooth ổn định hơn rất là nhiều, cùng kết nối Bluetooth mới hơn, hiện đại hơn so với em Clip. Bởi vì em Clip chỉ là 4.2 thôi nên là khi kết nối Bluetooth với em Clip Cinema 600 sẽ không có được ổn định và không có được nhanh bằng so với em JBL. Với các cổng kết nối thì em Sound 3 J1000 này có đa dạng kết nối hơn với tận 3 cổng HDMI để mọi người có thể kết nối với những các máy chơi game như là Speed 4 hoặc là Speed 5. Còn về phần tuning của hai dòng loa này thì em JBL Sound 3 1000 sẽ nổi trội hơn rất là nhiều bởi vì em này có thể tuning theo không gian phòng của mọi người. Còn về phần tuning của em Clip này thì mọi người chỉ có thể đổi giữa các chế độ như là xem phim này, nghe nhạc này hoặc là xem thể thao, tin tức mà thôi. Và đó là những ưu điểm cũng như là nhược điểm của hai dòng Sound 3 trên. Các bạn có thể thấy thì nó cũng khá là đối lập với nhau cho nên là mọi người cũng thể rất là dễ dàng để có thể lựa chọn những cái dòng Sound 3 nào phù hợp với mọi người. Nếu các bạn thích nghe nhạc nhiều hơn hoặc là không quá bận tâm về mặt công nghệ thì hãy chọn Clip Cinema 600. Còn nếu bạn yêu thích về việc xem phim cũng như là có thể stream nhạc qua Wi-Fi thì mọi người hãy chọn JBL Sound 3 1000. Còn nếu muốn trải nghiệm chất âm trực tiếp của hai dòng Sound 3 này, hãy đến ngay showroom của Thiên Vũ tại địa chỉ 779 Trường Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ nhé.